ဒီတက္ကသိုလ်ပညာရေးမှာပညာရေးကနှစ်မျိုးနှစ်စားရှိတယ်နံပါတ်တစ်ကတော့တင်ကြားရေးပညာရေးစနစ်နံပါတ်နှစ်ကတော့လေ့လာတဲ့ပညာရေးစနစ်ဆိုပြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တက္ကသိုလ်အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးဒီနေ့ပြောရတဲ့လူတွေအတွက်လုပ်ပေးနိုင်တာကလေ့လာရေးပညာရေးစနစ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းခင်ဗျားတို့ကိုမတင်ကြားပေးနိုင်တဲ့အချိန်မှာလေ့လာရေးစနစ်က
ha, ta cá là khó biểu rồi, là huy nhìn là phía đây. Ở đó đi, tức là xem cái bình nhà gì lo biểu gì, cái bình nhà gì lo biểu gì nó, là cho nó tâm lý rồi cái cụ, mua ra ra thế ra, lấy ra trong này tên này, tôi nói bà này rồi, tiền gia gì, tiền bi gì à, xe hả tiền bi là của tôi gặp mai à, làm cái đi này bây giờ là đồ gì chả rồi, xe hả tiền bi thì họ mất đồ. Cô hà cô lê là cái bình nhà gì sinh như vậy cho nó là toa này là phía đây. Ấy thì lo toa mà time bi hà tu tế mà, ấy thì lo toa mà ta thân nào ro hà lệ tu tế mà, ấy thì lo toa mà về mimi cô tế cô cả tu tế ở mình mà phía đây. Đa cho mu lưu ý cả tình cha gì thì khu cái bình nhà gì lo mini đấy chứ mà cho nó ro vào ayu the move to be rồi, nó xem bao lâu bao lâu rồi nó khi đó để ngã ro ayu rồi về, nó bao lâu về cho nó ro lại về đi nên ayu đi về, vậy nó, rồi làm như vậy mà ayu xong rồi cho nó phải phải đấy, đúng không? Đó, đi nên à, lê là từ ayu đấy, bây giờ sinh hình này cho nó toàn như vậy, chỉ mà cho nó ro như thế, đi theo con chú sanh như vậy, đi nên đi mà bây giờ xong rồi chỉ để khám mà đấy về. Cái line này đưa vào đi mẹ, cái nào mà nó line gì vào đấy nó, ta nó gì, tách chia bọn nó, sinh ra vào khoa rồi tách chia bọn nó, em là bây giờ mà nó đã mà học với giáo viên luôn khó vào đi, nó line à đấy nó line cả, mà mình đấy luôn đi, mà mình đấy luôn xí mà rồi, em rồi, đi nó line, đi cái line nó line cả bảo bia đấy rồi, tách chia gì mà học nó, mà học với giáo viên bia đấy, rồi đi line cả tông line rồi. Doctor Bui Pia rồi đó, đi mà suy, tông lên xí phải, nó, rồi, thứ hai rồi diploma về rồi, đi nên nên symbol the line, the line mean not the line, the line mean not the line tông lên, rồi not tông sinh, tòa bộ lùi vào đi rồi, rồi là cho mua đi nên đi mà về mới về nè, cho nó rồi lại về sẽ đi rồi, lấy là tiền dư để bây giờ sinh nè, với giá bui tất nhiên bọn nó, tất trong, ấy là sinh nhật, à cô lại toàn đi vào đấy, cô ở đó là cho nó à, cái đồ mà tin đi đấy, tại mấy sao biết sao như bây giờ ấy sinh nhật, đấy, sinh nhật bị rồi, toàn bộ chú sao đi đấy, ấy là chỉ mà lấy về, sinh nhật nhiều cha ba, ấy là chỉ cha nó cho nó à, khi mà khi sao đi đấy, marketing, nó, gì cái chỗ nhà, là con số mu, xem mà khăn quen mu, gì cái đi sau chi, nó cái này phi sinh chín, sĩ quan lông ngao đi thong, lục hành chín, rồi ai làm như vậy, rồi nó cũng nhà mà đủ ba đạt biển đi ra vô nó, rồi nó nông đất chín mà lấy về, mẹ lúc xí mà sao giờ sao ra giờ là ba đi mẹ, à cho mu đi nè đi cù lô, rồi rồi cái đồ mà dùng chỉ bi đó, chín bi, bình bán cả, tớ chưa rồi biểu rồi nó, cho mà ai khai mà bố nhìn sao giờ gì nè ít ngày mới bỏ về nên phun hết tay tôi rồi, lúc đó là lúc đấy xíu rồi. Rồi, cái lâu thì nếu mà lâu lâu chơi rồi, nhà mà sát chết chơi rồi, đó, bố vợ dùng cả một phi đấy. Nói cho chút tôi bảo đấy, cho nên là nếu mà lâu lâu về nhà tiền là đấy, bình bao mà lâu lâu mới chia sát chết, ít ngày nên phun hết bỏ về nên thì, cái là sao giờ bỏ tôi rồi, cái là chúng tôi nói xem mà biết là sao giờ mà lâu rồi, cái là phi này đấy, vậy nó, Jerusalem mới đau hụt đấy, sao giờ mà lâu rồi phi này đấy, vậy nó. Ở đó chúng tôi sẽ chú sanh đi vào đấy, nó xong thì nghe cái đó, chúng tôi nói cái đó này tìm bi này để giải trừ thế cả, con để giải trừ cố, cố yên đi sửa giải trừ lại biểu bị chả mà con để giải trừ rồi lại mà biểu mà này chúng tôi biểu mà con để giải trừ rồi chúng tôi thấy là bố con lúc bà mẹ chúng tôi chuẩn bị vào, chúng tôi nói cái đó ấy con trong từ chi để rồi nó từ cha lưu điều bất sanh thì con nó ta biết là chân rô sao biết là con Facebook là con nó chân rô vậy
ແລະກະສາສອງດີໂອຕະສິດປ່ຽນບົວໄປຈາເພິ່ນກອງຈົ່ງຍາໄປຈາວ່າເນາະນໍສົ່ງນໍແນ່ປ່ຽນຈິນດາລໍດີນີ້ອ່ໄຊໄປຈາແດ່ໂອກອງຍິນນັງງາແນ່ກອງຍິນນັງງາແນ່ອະນີສົງກະຊິນປີນີ້ກະແນ່ລາປີລໍຍັງມັນນັງງາງະເຍບີແດ່ອະນີສົງຢ່າງຫມູ່ຍໍມາຊິດດູລະອ່າລົງອ່າລົງກູ အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာအတူတကွတက်တွဲပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြပါစို့လို့ပြောရင်းနဲ့ကိုချုပ်ပါတယ်